Về cơ bản, bên trong viên pháo gồm bộ phận phóng pháo và phần gây nổ chứa các hạt cháy star tạo màu sắc, được xếp theo nhiều hình dạng khác nhau. Khi kích hoạt dây cháy nhanh sẽ gây nổ gói thuốc súng, để viên pháo được phóng lên trời, thì vụ nổ cũng kích hoạt dây cháy chậm. Khi tới độ cao tính toán, thuốc súng trong viên pháo phát nổ làm các hạt star cháy, sẽ khiến các electron trong kim loại tăng lên mức năng lượng cao hơn sẽ tạo ra nhiều màu sắc rực rỡ. Trên thực tế, những nắp bia đầu tiên do William Painter sáng chế ra có 24 răng cưa. Trong những năm 1930, mọi người đều sử dụng loại nắp chai này, nhưng sau đó họ phát hiện ra rằng vì có quá nhiều răng cưa nên nắp chai bia quá chặt và rất khó mở. Sau nhiều thí nghiệm lặp đi lặp lại, số lượng răng cưa cuối cùng được điều chỉnh thành 21 như ngày hôm nay. Nhưng tại sao lại là 21 răng cưa? Đầu tiên, 21 là bội số của 3. Trong nguyên tắc cơ học của vật lý, 3 điểm chống đỡ một vật nào đó là ổn định hơn so với 2 hoặc 4 điểm. Nhưng áp dụng nguyên tắc 3 điểm để cố định miệng chai tròn lại có độ khó rất cao. Vì thế nắp chai bia cần phải có số răng cưa là bội số của 3. Thứ hai, nắp chai phải đáp ứng hai yêu cầu cơ bản, một là niêm phong thật kỹ, hai là cố định chắc chắn. Nắp chai có 21 răng cưa thỏa mãn được cả hai yêu cầu này. Cuối cùng, vì bia chứa một lượng ga nhất định, khi mở không đúng cách có thể dẫn đến áp suất không đồng đều bên trong chai, khiến người sử dụng bị tổn thương. Nắp chai 21 răng cưa có thể bảo đảm an toàn cho người sử dụng khi mở nắp.